Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 mình có gửi đến các bạn một cái video hướng dẫn nhận 30 token RIR khoảng 15 đô rau 2 đã list sàn chất WAP nha các bạn. Thì bạn nào đã có làm dự án này với mình thì các bạn list với các bạn link mô tả của mình đăng các bạn điền để token phân phối nha các bạn. Rồi đầu tiên thì các bạn vào link chatbot thì mình đã phần link mô tả thì các bạn chỉ việc bấm vào chatbot rồi tất cả các bạn cập nhật cái những thông tin bên đây nha các bạn. Telegram thì các bạn Telegram, Twitter thì các bạn copy Twitter bên nào. Rồi các bạn trở về một cái link form nha các bạn. Thì các bạn chỉ việc điền vào blue file link Twitter thì các bạn bắt ở đây nha các bạn. Rồi tiếp tục thì cái username Telegram của bạn thì hồi nãy các bạn chỉ việc sang qua thôi các bạn, cộng anh 1133 nè các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn điền chính xác để tôi cần phân phối nha các bạn điền không khớp là nó sẽ không phân phối ạ. Rồi tiếp tục thì các bạn tool refer Udon. Cái này thì các bạn cũng mở vào cái các bạn mở cái Telegram các bạn bạn được bao nhiêu ghép thì các bạn điền vào các bạn để mình dịch qua cho tất cả các bạn xem nha các bạn. Tổng số lượng giới thiệu của bạn ghép bot hiện nay là thì mình đã sau cái này mình check là có 2 nha. Thường thường mình tới mấy chục nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ một tờ đĩa phí để nó xác nhận mình không phải là robot nha các bạn. Thì các bạn nào có rút thì phải chịu trách nhiệm các bạn. Vì đây mình đã rút một tờ đĩa các bạn chỉ copy địa chỉ tờ đĩa này các bạn. Rồi tất cả các bạn sao chép nữa các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ cho link của mình ra nha các bạn. Hiện tại mình ở G1 mình đã về rồi các bạn mà giá thấp quá nên mình rút G2 luôn các bạn. Sau khi nó về thì mình hy vọng giá nó cao thì mình sẽ thông báo cho tất cả các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt cái địa chỉ nãy vào các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn gỡ một tay đếp nha các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm send thôi các bạn. Rồi các bạn bấm transfer now. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại cái mật khẩu TD của tất cả các bạn nha. Bạn gì mật khẩu mình share lại các bạn ơi. Rồi tất cả bấm done nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ mình một chút xíu nha các bạn. Chết bà cái máy của mình hết pin rồi các bạn ơi. Các bạn chờ chút xíu để mình ghim vào để nó tắt nguồn cái là mình cái video rút tiền này hả? Là tiêu mình luôn ạ. Rồi các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào trừ số 1 nè các bạn. À chết. Rồi chắc tắt nguồn luôn các bạn ơi. Rồi thì tiếp tục các bạn copy cái hashtag nha các bạn. Phan phan các bạn. Các bạn bấm vào mục view scan nha các bạn. Chót nha các bạn. Rồi tắt nguồn luôn các bạn ơi. Các bạn chờ một xíu các bạn. Các bạn vào mục view join scan thì các bạn copy cái hashtag giao dịch này các bạn copy lên nha các bạn. Chữ H này nè các bạn. Rồi các bạn copy rồi các bạn bắt đắp lại các bạn. Các bạn thông cảm mình các bạn, cái máy mình hết trơn pin nè, mình cố gắng làm cho các bạn video rút tiền được. Rồi các bạn dán vào các bạn. Các bạn gỡ vào. Khoan các bạn nhấp vào các bạn. Rồi tiếp tục thì trước kia các bạn khai báo trên bot cái địa chỉ TDX của bạn nào thì các bạn copy địa chỉ TDX đó các bạn.
thì mình đã yêu cầu các bạn là dùng địa chỉ với TD trên với John Lin, thì các bạn cũng nhấp vào địa chỉ với John Lin nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ John Lin của mình nha các bạn. Rồi các bạn rồi các bạn bắt từ đây nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Tắt pin, tắt điện, tắt nguồn. Ui.